ghen tị anh chồng nộp hết tiền lương cho vợ, không giữ lại một đồng. Khó hiểu thanh niên đổ vỏ dừa để trộm cái bao. Nói ăn xong ai rửa chén hả cha? Cười té ghế với clip người cha uy tín 99%. Gặp cảnh sát giao thông cả nhà chạy marathon vào nhà để trốn. Tài khoản có tên NN mới đây đã làm video khoe khéo ông xã tâm lý trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Trong clip ghi lại cảnh một người đàn ông ăn mặc giản dị, chất phác, vừa về đến nhà đã gọi vợ ra cửa kêu có quà. Ban đầu khi cô vừa hí hửng chìa tay ra nhận, anh liền đặt lên trên một chiếc khẩu trang. Thấy thái độ tỏ vẻ thất vọng của vợ, lúc này người chồng mới tủm tỉm cười, rút từ trong túi quần ra một xấp tiền mặt, buộc chung cẩn thận. Thì ra đây mới là món quà thật sự mà anh muốn dành tặng bạn đời theo cách bất ngờ. Sau đó cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà, cô tươi cười đưa lại toàn bộ số tiền mình vừa cầm để chồng đếm. Có rất nhiều tờ, từ mệnh giá lớn nhất 500.000 đồng cho đến nhỏ nhất đều được người đàn ông này nhẩm tính tỉ mỉ. Thế nhưng anh ta tuyệt nhiên không hề giữ lại dù chỉ 1.000 lẻ. Chính hành động này đã khiến cho người vợ cảm động vô cùng. Clip sau khi chia sẻ đã thu về gần 4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Đa phần cư dân mạng xem xong cũng rất ngưỡng mộ, ghen tị với cô gái số hưởng này. Dù chưa rõ thực hư, nhưng hiện nó vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm chú ý của dân mạng. Đoạn camera ghi lại cảnh một nam thanh niên đang chạy xe máy khi đi ngang qua vô tình bắt gặp trên vỉa hè có đống vỏ dừa bị bỏ đi. Nam thanh niên ngay lập tức quay lại và tấp vô lề làm một hành động khó hiểu. Hắn ta đổ hết đống vỏ dừa ra, chỉ lấy đúng cái bao rồi bỏ đi. Sáng ngày cha con mình nấu cơm rồi, chút nữa ăn xong ai rửa chén hả cha? Mẹ mày rửa với ai? Vàng của chúng ta sẽ rửa. Chắc chưa cha? Cha mày chắc 99% luôn. 99% luôn hả? Chưa chắc. Uy tín hả cha? Uy tín. Cá chiên, cá đuối xào lá nghệ. Ra chỉ này đâu. Dạ. Đây gì mày, cha? Mày thấy cha uy tín chưa? Nhà là phải có gì cha? Nhà là phải có nóc. Cha là số 1. Tắt máy chứ mày. Dạ tắt rồi. Nóc nhà em uy tín ghê không mọi người. Chị Nguyễn Ngọc Kiều quê ở thị xã Gò Công, Tiền Giang, tác giả video hài hước khi nói về cha mình. Nhiều bình luận của cư dân mạng để lại. Giọng nói đúng kiểu miền Tây, dễ thương quá. Y nhà mình nha, sáng bố dậy sớm nấu cơm cho mẹ, chén bát để mấy đứa con rửa. Đỡ lỡ rồi bao thầu luôn đi chứ ông ơi, vợ nói. Cha uy tín 99% nhưng lại quên 1%, đó lại quyết định tất cả. Đúng là phụ nữ là để yêu thương, nhà là phải có nóc. Người đàn ông của năm chiều vợ hết mực. Đoạn clip ghi lại pha chạy marathon của cả nhà khi đang ngồi trước cửa hóng gió thì lực lượng chức năng từ xa chạy tới, suýt nữa thì bay mất mỗi người 2 triệu. Nhiều người để lại bình luận hài hước lẫn chỉ trích vì trong lúc giãn cách mà còn ráng ra ngồi hóng gió, lại không mang khẩu trang, chắc muốn thử cảm giác lạ đây mà. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.